goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. Chúc ơi, anh muốn nói với em là em là một người phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp và rất là quan tâm, chăm sóc. Hôm nay anh cảm thấy rất là hạnh phúc. Có lẽ là hôm nay là một cái thời điểm mà anh và em sẽ nhớ mãi cuộc đời của chúng mình. Anh sẽ hứa là cho dù cuộc sống có thế nào đi nữa và có buồn vui, chúng mình trả treo nhau nữa, thì anh luôn chăm sóc em, yêu thương em, và hy vọng là chúng mình sẽ đi với nhau đến hết con đường. Được làm vợ ngày hôm nay. Xin cảm ơn mẹ đã yêu thương chăm sóc Trúc từ nhỏ đến giờ, khi mà Trúc còn rất nhỏ, biếng ăn, rồi Trúc được đi bơi, rồi mẹ đã yêu thương chăm sóc Trúc, và mẹ đã dũng cảm có quyết định là cho Trúc được đi du học, cũng là cơ hội để con được quen Trúc và quen yêu Trúc và để lấy được Trúc ngày hôm nay. Con xin cảm ơn mẹ. How do you do that with your eyes? You know it gets me every time. Wish I could read your mind, 'cause I ask the same question every night. So just breathe, breathe in, breathe deep. You know that's all you need. I can't describe your eyes, but they're as blue as the sea. Your heart, it beats in perfect time with me. Baby, you know that I want mine. If we get no rest till the sunrise, until you make me fall in love again as light shows your face, I can never be the same. Cảm ơn bà ngoại, các chị, cảm ơn chị Tư và Thảo đã dùng Tư đã bay từ Canada sang về Việt Nam để dự đám cưới của con. Xin cảm ơn gia đình, họ hàng, các cô chú, các anh chị, các bạn đã dành thời gian đến dự đám cưới hôm nay.
trong lúc cũng vậy, con có nghĩ ra được rất là nhiều điều để nói, nhưng mà bây giờ xúc động. Thật sự rất cảm ơn mọi người đã phải đi đường xa từ Sài Gòn ra đây, khá là vất vả, và tiền thì cũng có sẽ có nhiều thiếu sót, nhưng mong mọi người sẽ enjoy được hôm nay. Nếu mà có thiếu sót thì mong mọi người sẽ bỏ qua. Cảm ơn các bạn đã ở nước ngoài, đã cũng bay từ rất là xa xôi, từ các đất nước rất là xa để về cùng vui với Quốc Cường Minh hôm nay. Sorry that for the guys that you don't understand anything for the whole time. Really thank you for taking your time and coming here today. We really appreciate, and we hope you enjoy the night with us. Của cô dâu và chú rể là bao nhiêu không ạ? What is our total weight? It's measureless because two love together. Can you understand? Yeah? Okay, maybe 125.5951. Xếp trước thì ngày hôm nay là ngày 22, thì sinh nhật của anh Minh là ngày 23 tháng 12, nên sẵn mọi người ở đây đã chung vui với vợ chồng chú và Minh, thì chúng ta sẽ cùng hát một bài Happy Birthday cho chú rể. Happy birthday to you, happy birthday to Richard, happy birthday to you. Thì mặc dù là thời gian rất là gấp rút, nhưng mà anh cũng đã đồng ý là để làm cái đám cưới vào tháng 1 ngay ngày sinh nhật của em. Thì mọi người đều nói là nếu mà làm sinh nhật, làm đám cưới ngay ngày sinh nhật đó, thì sẽ bị nhỏ hơn một món quà. Tại vì hai cái kỷ niệm nó nhập chung với nhau thì anh chỉ cần tặng em một món quà thôi. Nhưng mà có lẽ đó là ngày sinh nhật mà vui nhất trong đời của em. Và em rất là vui nếu mà mỗi năm em có thể celebrate cái sinh nhật của mình cùng với cái kỷ niệm cưới của mình. Mặc dù hôm nay là không có đúng ngày sinh nhật của anh, nhưng mà em cũng mong sẽ là một cái tiệc sinh nhật cho nhỏ từ cái kỷ niệm cho anh với mình. I love you, baby. Hello.
thì ngoài là đẹp được lên đây, còn có thêm khuyến mãi là già nhất trong cái hội mà vận động viên bơi lội mà đi đến đây đám cưới của bé Trúc. Thì nói chung là biết Trúc từ lúc mà tất cả vận động viên đều có một phụ huynh đi kèm theo dắt con đi bơi, thì bây giờ đã thành phụ huynh dắt lại những em bé khác, thì có nghĩa là cái thời gian biết nhau chắc cũng phải 20 năm có. Thì ăn chung, tập chung, ngủ chung, cái gì cũng đã chung hết rồi. Ngày xưa thì bé Trúc là có ba bác tính, lúc nào cũng là kè kè đi theo. Thì không, tới nhiều lúc mà cứ nghĩ trong đầu là bé Trúc là con một ở trong nhà luôn. Tại vì không có nghĩ là bác tính, có nghĩa là thương Trúc tới cái mức độ mà lúc nào, ngày nào đi bơi cũng chở, rồi ngồi chờ tới lúc đi về. Thì mình cứ nghĩ là trời, chắc này con một giống mình, thành ra ba mẹ mới ngồi thương dữ vậy. Không có khóc em. Thì chị biết đó là em cũng rất là thương ba, thành ra hôm nay cũng nói là mọi người thì cũng rất là nhớ bác, thì cũng rất là vui cho em ngày hôm nay. Tụi chị nói chung là tụi chị đến đây nhiều lúc là hôm qua cứ nghĩ trong đầu là trời ơi mừng quá, được đi thi đấu rồi. Thi đấu là tại vì là đang ao ước là muốn là đi chung, ăn chung, ngủ chung với nhau một lần nữa. Nhưng mà cuối cùng lại có một cái tự nhiên đụng cái bé Trúc kêu: mấy anh chị ơi, em đám cưới mà xa lắm, tuốt ở ngoài Long Hải lận. Mấy này là kêu trời mừng quá à, được đi chứ không phải là có gì đâu em, mừng lắm luôn. Thành ra có gì những cái chuyện này là không có gì mà ấy hết. Tụi chị rất là vui cho em, tại bé Trúc là nhỏ nhất, gần như là nhỏ nhất ở trong đội rồi, và cũng là gần như là người sắp cuối cùng là lấy vợ lấy chồng. Thì biết nhau hai mươi mấy năm, thì cũng mong là Minh sẽ thương Trúc giống như là ba mẹ đã thương em nó. Rồi cũng mong là hai em sẽ luôn yêu thương nhau, chia sẻ. Love is caring, sharing, chứ không phải là chỉ là những cái gì đó mới ban đầu thì mình thoáng qua, nhưng mà về sau thì nó sẽ còn những cái lâu dài động lại hơn ha. Mà hy vọng là chị ơi, hy vọng là Minh và Trúc thì sẽ yêu nhau lâu dài, có nhiều con, nhiều cháu sau này giống như là ba mẹ của em ha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Tụi chị đến đây cũng rất là vui cho em, cũng cảm ơn em cho tụi chị một cơ hội để đi, chứ không phải là chỉ là em cảm ơn tụi chị đến đây với em đâu, chị tụi chị cũng cảm ơn em đó chứ. Rồi, chị kêu bất ngờ đó mày. Thì mình với cô dâu là cũng chơi với nhau từ tiểu học tới giờ. Ngày cuối của mày, tao chỉ chúc mày là tại vì tao biết là đi học thằng mình bên Úc thì có nhiều cái khó khăn mà mình phải vượt qua, đặc biệt con gái nữa. Là chị tình cảm thì nó cũng không có suôn sẻ. Cho nên em chỉ hy vọng anh Minh là để chăm sóc tốt cho bạn Trúc. Cái gì của mấy ta?